Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Lào Cai cho phép F1 được phép tiếp tục đi làm, đi học nhưng phải chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng dịch. Lào Cai hướng đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Tiền Giang nỗi lo trước mùa mưa lũ. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Ngày 29 tháng 3, Sở Y tế tỉnh ban hành hướng dẫn các biện pháp y tế đối với F1 có tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Cụ thể, F1 được phép tiếp tục đi làm, đi học, nhưng phải chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, đảm bảo phòng tránh lây nhiễm, đeo khẩu trang, thường xuyên khử khuẩn, tránh tiếp xúc gần với người khác, không dùng chung vật dụng trong sinh hoạt, làm việc, học tập, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối với F0, tự thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 5 hoặc khi có triệu chứng của bệnh. Khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, phải báo ngay cho cơ sở y tế địa phương để được tư vấn, chăm sóc, điều trị và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm theo quy định. Cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Lào Cai thành điểm dừng chân hấp dẫn với các dịch vụ du lịch chất lượng cao, điểm kết nối du lịch quan trọng của vùng và quốc gia, Lào Cai sẽ tổ chức không gian để phát triển 3 khu du lịch. 3 khu du lịch gồm khu vực Tây Bắc, có thành phố Lào Cai, thị xã Sapa và huyện Bát Sát. Trong đó, khu du lịch quốc gia Sapa là trung tâm, sẽ được tập trung đầu tư để trở thành khu du lịch đẳng cấp quốc tế, mở rộng phát triển thêm khu nghỉ dưỡng y tế. Khu vực Đông Bắc có huyện Bắc Hà, Mường Khương và Simacai, trong đó tập trung là vùng cao nguyên trắng Bắc Hà. Khu vực phía Nam gồm huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn. Trong đó huyện Bảo Yên là trung tâm với quần thể du lịch tâm linh đền Bảo Hà và các di tích khác trong khu vực. Với sự phát triển 3 khu du lịch, tỉnh Lào Cai kỳ vọng đến năm 2030 sẽ đón 13 triệu lượt khách du lịch trở lên, trong đó khách quốc tế đạt trên 2 triệu lượt. Trong giai đoạn tới, Lào Cai quyết tâm trở thành một trung tâm dịch vụ kinh tế cửa khẩu và đầu tư trên hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, đóng vai trò quan trọng trong giao thương giữa Việt Nam và các nước ASEAN với Trung Quốc. Cụ thể, Lào Cai có khu kinh tế cửa khẩu rộng gần 16.000 ha, được Thủ tướng Chính phủ đồng ý lựa chọn là một trong 8 khu kinh tế cửa khẩu đầu tư trọng điểm của cả nước. Trong giai đoạn 2021-2030, tập trung đầu tư xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại là khu kinh tế cửa khẩu đa ngành, đa lĩnh vực, có khả năng gắn kết, điều phối hàng hóa, dịch vụ của các địa phương trong toàn vùng với chi phí cạnh tranh. Phát triển khu cửa khẩu quốc tế Lào Cai trở thành trung tâm dịch vụ logistics và dịch vụ của vùng Trung du miền núi phía Bắc và của cả nước. Đến năm 2030, phát triển thêm cửa khẩu quốc tế Bản Vược. Trong chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa, Lào Cai phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 3.500 hecta nông nghiệp hữu cơ và chuyển đổi từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ khoảng 14.000 hecta. Phát triển các mô hình sản xuất hữu cơ hiện được coi là xu thế tất yếu. Hợp tác xã trẻ Bản Liền, huyện Bắc Hà là doanh nghiệp đi đầu trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ của tỉnh. Với hơn 400 hecta được công nhận, 310 hộ dân tham gia liên kết sản xuất, sản phẩm chè Bản Liền được cấp 3 chứng nhận chất lượng của Mỹ và châu Âu. Từ khi tham gia vào thị trường đặc biệt khó tính này, bình quân mỗi năm Bản Liền xuất bán gần 1.000 tấn chè búp tươi, mang về hàng chục tỷ đồng. Chỉ có quốc mới phát thôi, không bón thân cái gì, tự nhiên. Bón thân thì không được chè hữu cơ nữa. Vâng. Nhưng mà ở đây thì từ nhỏ về cứ chỉ có phát mấy cuốc đi thôi, nó không có ai bón phân. Hiện nay thì sản phẩm nhà máy này chúng tôi làm gần 10 loại sản phẩm chè khác nhau. Đa số xuất được khoảng 90-95% là thị trường châu Âu, đặc biệt như Đức, Pháp, Ý, ETA, Hà Lan. Và một phần chúng tôi vào một phần nước Mỹ. Sản phẩm chúng tôi hiện nay đang luôn luôn bị thiếu. Thế là những 10 phần chúng tôi chỉ đáp ứng được 7-8 phần. Cùng với mô hình chè hữu cơ, toàn tỉnh có hơn 3.000 hecta quế được chứng nhận đạt chuẩn hữu cơ quốc tế. Tại Bản Lắp, địa phương có tới 600 trên 800 hecta quế hữu cơ. Sản phẩm quế xuất khẩu sang châu Âu với giá trị cao đã giúp cho nhiều hộ dân đổi đời. Lúc ban đầu thì rất là ít người tham gia. Về sau thì bắt đầu là dần dần là cũng có rất nhiều người xin vào. Xin vào ở trong cái tổ nhóm quế hữu cơ ấy. Lúc ban đầu thì mình phải làm trước. Mình làm trước xong người dân thì mới vận động người dân người ta làm theo.
Lào Cai có 4 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã với khoảng 2.500 hộ tham gia sản xuất hữu cơ, tập trung vào một số sản phẩm chủ lực như chè, rau, quả, quế. Phấn đấu đến năm 2025, sản xuất hữu cơ đạt từ 1,5% tổng diện tích đất nông nghiệp. Tham gia tích cực vào chương trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ngành nông nghiệp đã xây dựng 2 mô hình trình diễn sản xuất không hóa chất trên cây chè và cây quế tại huyện Bảo Yên. Một là sẽ cùng với các địa phương để phát triển cái vùng nguyên liệu đảm bảo chất lượng. Thứ hai là phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ và làm thế nào để đảm bảo cái diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ đạt từ 1 đến 1,5% diện tích đất sản xuất. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ tăng cường cái việc quản lý sử dụng phân bón, chế phẩm, thuốc bảo vệ thực vật. Mới đây, tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với công ty cổ phần Erbic Việt Nam và các chuyên gia về xúc tiến thương mại, bàn giải pháp quy hoạch vùng sản xuất chứng nhận hữu cơ. Những động thái tích cực này sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhằm hướng tới mục tiêu sản xuất nông nghiệp không hóa chất, đảm bảo phát triển bền vững. Tiếp theo là những thông tin thị trường. Đáp ứng niềm đam mê nuôi chim cảnh của nhiều người, hiện trên thị trường có nhiều loài với giá cả khác nhau. Một con chim chào mào thi đấu khoảng từ 20 triệu đến hàng trăm triệu đồng. Nhưng chú chim chào mào mộc rẻ hơn, có giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng. Chim chích chòe cũng được nhiều người yêu thích. Chích chòe than có giá từ 700 ngàn đồng đến khoảng 3 triệu đồng. Chích chòe lửa từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Chim vành khuyên có giá từ 1 triệu đồng. Để nuôi những chú chim cảnh thì không thể thiếu những chiếc lồng. Mỗi loài lại có những loại lồng phù hợp với đặc tính của chúng, bởi vậy mà giá thành cũng khác nhau. Lồng chào mào có giá từ 150.000 đồng đến 3 triệu đồng. Lồng vành khuyên có giá từ 150.000 đồng đến 2 triệu đồng. Lồng khiếu giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng. Lồng chích chòe lửa có giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng. Thức ăn cho chim cũng là thứ được giới nuôi chim cảnh quan tâm. Hiện nay có đa dạng các thương hiệu cám chim bày bán trên thị trường. Trong đó hạt cào cào Thành Phạm 60.000 đồng một gói 100 gram, cám Thành Phạm 50.000 đồng, cám Lão Đại 65.000 đồng, cám Quang Nguyễn 60.000 đồng, cám Hiển Bảo Khánh 40.000 đồng. Các loại cám được đóng gói quy cách 200 gram một gói. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn. Theo đó, việc triển khai hóa đơn điện tử theo luật quản lý thuế và các nghị định thông tư của chính phủ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số đối với các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ngăn chặn hóa đơn giả, hóa đơn khống, gian lận, trốn thuế. Để thực hiện mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, thành viên, ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Cục thuế tỉnh xây dựng ban hành kế hoạch tuyên truyền việc sử dụng hóa đơn điện tử, thành lập trung tâm điều hành hỗ trợ triển khai hóa đơn điện tử, tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ về chính sách hóa đơn điện tử theo luật quản lý thuế, giúp các đơn vị doanh nghiệp, cá nhân hiểu, chủ động chuẩn bị các giải pháp và cơ sở hạ tầng về công nghệ. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện từ tháng 4 năm 2022. Đến thời điểm này, dự án chợ trung tâm huyện Bát Sát đã hoàn thành khoảng 90% tiến độ. Chợ trung tâm Bát Sát được xây dựng trên nền chợ thị trấn Bát Sát cũ, có quy mô sử dụng đất là 33.960 m², tổng kinh phí xây dựng trên 189 tỷ đồng, bao gồm chợ chính bố trí tối thiểu là 200 gian hàng. Khu nhà chợ phiên truyền thống diện tích xây dựng trên 1.000 m², khu 200 kiosk dịch vụ 2 tầng xung quanh và hệ thống thoát nước, khu tập kết rác thải. Hiện tại, dự án đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng thô, chỉ còn thi công một số hạng mục phụ như hệ thống điện nước, khu vực vệ sinh. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm thương mại lớn nhất huyện, phục vụ nhu cầu buôn bán của người dân, đáp ứng nhu cầu về nơi giao thương, quảng bá sản phẩm, trao đổi hàng hóa của nhân dân Bát Sát và các địa phương lân cận. Đảm bảo cho việc tổ chức tuần lễ hội Đền Mẫu Thượng diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4 tới, ngành chức năng của thị xã Sapa đang khẩn trương chuẩn bị, sẵn sàng cho sự kiện mở đầu chương trình lễ hội năm 2022. Tuần lễ hội Đền Mẫu Thượng Sapa năm 2022 với nhiều chương trình đặc sắc như Sapa Linh Thiêng Cõi Mẫu, chương trình nghệ thuật Sapa Những Sắc Màu Văn Hóa. Đặc biệt, điểm nhấn là Festival Thực Hành Tín Ngưỡng Thờ Mẫu lần thứ 2 và Carnival Đường Phố Các Dân Tộc Sapa. Thị xã đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện để tuần lễ hội vừa trang trọng vừa thực sự tạo ấn tượng với du khách. Sapa sẽ tập trung vào cái việc
đó là chỉnh trang lại cái đô thị và lập lại trật tự đô thị ở trên địa bàn trung tâm của thị xã. Thứ hai là tổ chức cái triển khai thực hiện cái lễ hội năm mùa của năm 2022. Và ngay trong cuối tháng 3 đầu tháng 4 này thì Sapa sẽ tổ chức một cái sự kiện, đó là cái lễ hội đền Mẫu Thượng. Và sau đó là sẽ tiếp tục chuẩn bị và tổ chức lễ hội mùa hè và các cái lễ hội tiếp theo ở trong năm. Cùng với nỗ lực của thị xã, sự chuẩn bị của bà con các dân tộc sinh sống trên địa bàn hứa hẹn sẽ mang đến một lễ hội hấp dẫn, nhiều màu sắc. Chúng tôi cũng mong muốn là đến cái chương trình này là cũng rất là mong muốn đợi về những văn hóa đặc sắc của người Mông Sapa chúng tôi, và cũng mong muốn là một bài văn nghệ đường phố đặc sắc và để gửi tới toàn thể quý vị. Bên những loài hoa mùa xuân đang đua nhau khoe sắc, tuần lễ hội đền Mẫu Thượng lớn nhất trong năm hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị vào dịp cuối tuần này. Số học sinh không có thiết bị và kết nối Internet để tham gia học trực tuyến chiếm tới gần 42% tổng số học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Tỷ lệ này cao nhất ở cấp tiểu học với trên 67%, cấp trung học cơ sở 43% và mầm non là trên 42%. Những học sinh này thời gian qua phải học tập theo hình thức giao bài trực tiếp. Cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị dạy học tại các địa bàn vùng cao đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn khó khăn. Hạ tầng công nghệ thông tin nhiều khu vực chưa đáp ứng điều kiện dạy học trực tuyến. Hiện còn có 12 trường chính đang sử dụng USB 3G, 4G, 628 điểm trường sử dụng mạng 3G, 4G, 413 điểm trường không kết nối Internet. Nhiều nơi có kết nối nhưng hệ thống đường truyền không ổn định. Nhiều nơi học sinh không có thiết bị để học. Đây là khó khăn rất lớn cho ngành giáo dục trong thời gian vừa qua khi phải kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo tiến độ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đang tới gần. Căn cứ vào tình hình thực tế, ngành giáo dục Lào Cai đã có chỉ đạo đối với công tác ôn thi để có được kết quả tốt nhất. Các nhà trường cũng đang nỗ lực khắc phục khó khăn, tăng tốc, đảm bảo tiến độ và chất lượng ôn thi cho các em. Do xuất hiện hàng trăm ca mắc COVID-19 trong trường, học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh phải chuyển sang học trực tuyến. Trường có 173 học sinh khối 12, trong đó trên 50 em mắc COVID-19. Tiến độ học tập và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng nhà trường cũng đã có nhiều cách làm linh hoạt sáng tạo. Nhà trường cũng đã giao cho các thầy cô giáo bộ môn là giao bài tập cho các em học sinh F0. Nhà trường cũng đã xây dựng cái kế hoạch là sau khi mà các em học sinh F0 âm tính quay trở lại thì sẽ phân công các thầy cô giáo giúp đỡ hỗ trợ và bổ sung thêm những cái kiến thức mà trong cái thời gian mà các em điều trị COVID và các em không tham gia học tập được. Như mọi năm thì giờ này thì cũng đang trong giai đoạn ôn nước rút rồi, nhưng mà bây giờ tình hình dịch thì khá là phức tạp. Tuy nhiên thì bọn em được sự chỉ bảo của các thầy cô rất là tận tâm ạ. Thế nên là em cảm thấy cũng đỡ lo phần nào và kiến thức cũng khá là ổn ạ. Thời gian qua, các trường trung học phổ thông trên địa bàn linh hoạt các hình thức dạy học và ôn thi tốt nghiệp, kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến. Đây là khó khăn rất lớn, nhất là với các em học sinh khu vực nông thôn vùng cao của tỉnh. Tuy nhiên, do có định hướng từ sớm nên đa phần giáo viên và học sinh đã chủ động hơn trong dạy và học. Thì hiện tại tiến độ vẫn đang rất là đều. Cái công việc ôn thi thì khắc phục đó là thứ nhất là chúng tôi sẽ gửi những cái bài tập lên cho các trang mạng Aduta hoặc là những cái trang mạng trực tuyến để giao bài cho các em. Có những cái kiểm tra, giám sát và đưa lên để đôn đốc nhắc nhở các em làm bài tập. Chúng ta sẽ định hướng cái nội dung trọng tâm để cho các em ôn tập làm sao ngắn gọn nhất, trọng tâm nhất để giúp các em nắm vững được kiến thức. Hiện tại thì bây giờ là dịch cũng là ổn định hơn rồi, cô giáo cũng lớp thường xuyên rồi nên là bọn em cũng bớt căng thẳng. Bọn em thì cũng phải chủ động là thường xuyên học ở nhà nhiều hơn. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường đánh giá kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm trước, xác định mặt mạnh mặt yếu từng môn thi để có kế hoạch ôn tập phù hợp, sớm hoàn thành chương trình, dành thời gian cho các em tập trung ôn thi. Và điều quan trọng là phải tạo không khí thoải mái, giảm áp lực đối với học sinh lớp 12. Thầy cô và gia đình cũng đồng hành giúp các em vượt qua khó khăn trong khi dịch vẫn diễn biến phức tạp.
Mùa mưa đã đến ở xã Phìn Ngan, huyện Bát Sát. Hiện tại vẫn còn nhiều hộ dân lo lắng bởi nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Bà con đang mong sớm được di chuyển đến nơi ở mới đảm bảo an toàn. Gia đình ông Vàng Láo Lú, thôn Láo Vàng là một trong những hộ nằm trong diện nguy cơ sạt lở cao. Vị trí nơi gia đình ông Lú sinh sống đã xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Mỗi khi có mưa to gió lớn, cả gia đình rất lo lắng, thấp thỏm. Mình cũng muốn chuyển lắm rồi, đấy cũng sợ nhưng mà chưa tìm được chỗ. Mưa xuống cả hai bên, mưa chỗ này cũng chạy xuống, bên này cũng chạy xuống, nó sợ quá. Chính quyền thôn trong xã và đội mình phải mang quần áo chuyển sang hộ khác ở khi nào tại mưa dám về đây. Tại thôn Láo Vàng, theo thống kê có 9 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm, trong đó có 2 hộ dân phải di chuyển khẩn cấp do nằm trong vùng nguy cơ cao. Nhưng đến nay các hộ dân vẫn bám trụ và chỉ di chuyển người và tài sản khi có mưa to. Qua cái thời gian vừa rồi chúng tôi cũng đã khảo sát và cũng thống kê các cái hộ nguy hiểm ấy, thì thứ nhất cũng là người trực tiếp những người dân đang có nguy cơ cao ấy, thì người dân trực tiếp người dân đó cũng rất mong muốn để di chuyển, cũng như là anh em trong bản cũng rất mong muốn để cho những các cái hộ đấy để có cái chỗ ở cho nó ổn định cuộc sống, để đảm bảo cho cái việc giảm thiểu nhất cho cái việc thiên tai. Hiện toàn xã Phìn Ngan có 55 hộ dân với gần 300 nhân khẩu nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai cần di chuyển gấp trong năm 2022. Nhưng đến thời điểm này mới di chuyển được 11 hộ, bởi khó khăn nhất đối với xã là không có mặt bằng để bố trí tái định cư. Đối với địa hình xã Phìn Ngan thì chúng tôi không thể bố trí, không có quỹ đất để bố trí chỗ khác. Hiện nay thì địa điểm đã có nhưng mà tuy nhiên thì vẫn chưa có cái nguồn vốn để giải phóng cái mặt bằng, thì chúng tôi cũng rất là mong để cấp trên để xem xét sau đó thì bố trí sớm cái khu vực này để ổn định, để bố trí các cái nhà mà có nguy cơ về để sớm để ổn định cho người dân. Lũ quét, sạt lở đất dường như đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân ở Phìn Ngan. Vậy nên mỗi khi dự báo sắp có bão lũ, chính quyền và người dân Phìn Ngan lại canh cánh những nỗi lo. Mường Khương sáng tạo trong triển khai nghị quyết Hội Phụ Nữ các cấp. Ba tuyến cao tốc huyết mạch sắp thu phí không dừng. Nghị quyết số 19 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai quy định chính sách hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn. Cụ thể, miễn tiền vé cho các đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng, giảm 50% giá vé cho các đối tượng, người có công với cách mạng, người cao tuổi, học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam. Điều kiện để được miễn giảm giá vé, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng, người có công với cách mạng phải xuất trình giấy tờ có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên theo quy định của luật người cao tuổi phải xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác chứng minh là người cao tuổi. Học sinh sinh viên phải có thẻ học sinh, thẻ sinh viên hoặc các giấy tờ hợp pháp khác. Sau thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Khương đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động linh hoạt phù hợp với thực tế nhằm đưa nghị quyết đại hội đến với đông đảo hội viên phụ nữ. Hỗ trợ cây con giống vật tư nông nghiệp, giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn, dự án khởi nghiệp là những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Phụ nữ huyện Mường Khương triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ. Qua đó giúp hội viên, nhất là hội viên đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo hiệu quả, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Mình được Hội Phụ nữ xã hướng dẫn làm các thủ tục vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình. Có nguồn vốn, gia đình mình đã làm chuồng và mua lợn giống về nuôi. Vừa rồi mình cũng đã bán được một lứa lợn, thu về gần 50 triệu đồng. Việc mà thực hiện nghị quyết thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã đi vào các cái chi hội tổ chức một số những cái buổi tuyên truyền lồng gắn với lại cái việc phát triển kinh tế tại địa phương đối với một số những cái ý tưởng kinh doanh ấy, có một số cái bà con hội viên nhân dân mà có cái ý tưởng khởi nghiệp thì cùng chung sở thích, thì chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều những cái buổi sinh hoạt và tuyên truyền đến hội viên phụ nữ.
Cùng với hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Khương xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội là khâu đột phá trong triển khai hoạt động. Bố trí thời gian và chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi hội hướng đến đặc điểm, nhu cầu của từng nhóm đối tượng hội viên. Quan tâm tới việc thành lập các câu lạc bộ và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí phấn khởi, vui vẻ, thu hút hội viên tham gia. Chúng tôi đã tổ chức các cái buổi sinh hoạt mẫu ở các cái chi hội, lồng ghép vào đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh cũng như là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Để từ đó người dân cũng như là hội viên phụ nữ có thể biết được trong nhiệm kỳ tới Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm cũng như chỉ tiêu gì, để căn cứ vào đó thì các cơ sở hội sẽ tổ chức thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả tốt hơn. Với phương châm ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội. Trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Mường Khương sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp mới, hiệu quả, phấn đấu hàng năm mỗi cơ sở hội giúp đỡ một hộ có phụ nữ nghèo thoát nghèo, duy trì tỷ lệ thu hút hội viên từ 75% trở lên. Trên 90% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời công nhận mới ít nhất 130 hội viên một năm. Trong các chương trình thời sự tiếp theo trên sóng truyền hình Lào Cai, chúng tôi sẽ chuyển tới một số nội dung nổi bật sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính đối với các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố, khen thưởng phong trào thi đua cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021 và triển khai các giải pháp cải thiện nâng cao các nhóm chỉ số thành phần năm 2022. Nông dân, doanh nghiệp cùng liên kết phát triển, xu hướng tất yếu trong phát triển nông nghiệp hàng hóa. Giá một số nguyên vật liệu xây dựng tăng cao. Một số nhà đầu tư xây dựng đang triển khai hàng loạt các dự án lớn về bất động sản tại các địa phương trong tỉnh. Cùng với đó là hàng loạt những dự án về hạ tầng giao thông kết nối trong và ngoài tỉnh đang gấp rút được triển khai và hoàn tất. Đây được xác định là một trong những nguyên nhân dẫn đến một số phân khúc thị trường nhà đất tại Lào Cai đang tăng nhiệt từng ngày. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Giá nhiên liệu và nhà ở tăng trở lại sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, cộng thêm giá các loại hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá xăng dầu đã khiến chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3 tăng tới 0,7%. Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3. Theo đó, CPI tháng 3 tăng 0,7% so với tháng 2, tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, chỉ số giá tiêu dùng trong quý 1 của cả nước đã tăng 1,92% so với cùng kỳ và cao hơn mức tăng 0,29% của quý 1 năm ngoái. Theo đó, lạm phát cơ bản của quý này đã tăng 0,81%. Để giảm ùn tắc giao thông ba tuyến cao tốc huyết mạch Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Nội Bài Lào Cai, Đà Nẵng Quảng Ngãi sẽ triển khai thu phí không dừng từ quý 3 năm nay. Ngoài làn thu phí không dừng, các trạm vẫn bố trí thêm một làn hỗn hợp phục vụ ô tô chưa dán thẻ không dừng. Thời gian xử lý giao dịch thu phí nhanh với tốc độ phương tiện qua trạm không barre là 50 giây một giao dịch. Việc thu phí không dừng sẽ giúp phương tiện di chuyển nhanh, giảm tắc nghẽn vào giờ cao điểm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân 14 tỉnh xây dựng đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn, phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025. Đề án nhằm khắc phục hạn chế trong phát triển các vùng nguyên liệu, đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Mục tiêu của đề án này là hình thành 5 vùng sản xuất nguyên liệu sản phẩm nông lâm nghiệp quy mô hàng hóa tập trung hiện đại với tổng diện tích gần 167.000 hecta. Đây là một cái dự án mà nó làm thay đổi một cái diện mạo của ngành nông nghiệp, tái cơ cấu toàn bộ lại các cái lĩnh vực sản xuất và đồng thời buộc phải có doanh nghiệp liên kết vào. Việc mà kết hợp với cả nông dân ở địa phương sẽ làm tiết kiệm chi phí với những cái công cụ quản lý liên quan đến về mặt công nghệ thông tin cũng như là truy xuất nguồn gốc thì sản phẩm nông nghiệp nó sẽ đạt những cái chất lượng cao và tốt nhất. Đề án tập trung vào một số nhóm hàng chủ lực với thời gian thí điểm khoảng 3 năm, sau đó sẽ nhân rộng ra các vùng. Đây là một cái khâu đột phá để mà xây dựng những cái vùng nguyên liệu lớn đạt chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xây dựng các cái độ tổ khuyến nông cộng đồng, vừa là gắn với vùng nguyên liệu, chuyển giao cái kiến thức về khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho bà con nông dân. Trong
Trong khuôn khổ hội nghị cũng diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, triển khai xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với các đơn vị. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Sau nhiều lần đàm phán thông qua hình thức cầu truyền hình trực tuyến nhưng không mang lại kết quả cụ thể, ngày 29 tháng 3, vòng đàm phán trực tiếp mới nhất giữa Nga và Ukraine đã được nối lại ở Istanbul với vai trò trung gian hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ và đạt được một số tiến triển nhất định. Kết thúc ngày đàm phán đầu tiên kéo dài 3 giờ, trưởng phái đoàn Nga đánh giá cuộc đàm phán mang tính xây dựng. Nga đã nhận được đề xuất của Ukraine để đưa vào hiệp ước và sẽ xem xét trong vài ngày tới để trình lên Tổng thống Vladimir Putin. Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ giảm hoạt động quân sự theo các hướng tiến vào Kiev và Chernihiv nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và tạo điều kiện cần thiết cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Đáng chú ý, kết thúc đàm phán, đại diện phái đoàn Nga đề ngỏ khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine trong thời gian tới, cùng với thời điểm ký kết hiệp ước hòa bình. Ngày 29 tháng 3, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Joe Biden để thảo luận về hàng loạt vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có cuộc khủng hoảng ở Ukraine và chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong phát biểu họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định hai nước đều có chung mục tiêu hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở, kết nối, thịnh vượng và vững chắc. Về vấn đề Ukraine, Tổng thống Mỹ cho biết đã có cuộc điện đàm với một số nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó các bên nhất trí theo dõi chặt chẽ tình hình sau khi hòa đàm Nga-Ukraine ghi nhận một số tiến triển. Về phần mình, Thủ tướng Lý Hiển Long đã đánh giá cao cam kết của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á, khẳng định hai nước đang làm rất tốt trong việc thúc đẩy hợp tác ở các lĩnh vực kinh tế, an ninh và quốc phòng, cũng như đang thăm dò những lĩnh vực khác. Ông cũng cho biết hai bên đã thảo luận về quan hệ giữa Mỹ và ASEAN, bày tỏ hy vọng Washington tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước châu Á-Thái Bình Dương. Phát biểu tại Diễn đàn Năng lượng Toàn cầu diễn ra ở Dubai ngày 29 tháng 3, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út và Bộ trưởng Năng lượng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khẳng định, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác còn gọi là nhóm OPEC cộng sẽ nỗ lực ổn định thị trường năng lượng toàn cầu và đảm bảo nguồn cung dầu mỏ trong thời gian tới. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu hiện nay là phải đảm bảo nguồn cung dầu mỏ, nếu không muốn kinh tế thế giới phải đối mặt với những nguy cơ. Để góp phần vào nỗ lực này, Ả Rập Xê Út dự kiến sẽ tăng năng lực cung cấp thêm khoảng 2 triệu thùng, thông qua tăng sản lượng và đa dạng hóa nguồn năng lượng. Bộ trưởng Năng lượng UAE cũng khẳng định, sứ mệnh duy nhất của OPEC và OPEC cộng là ổn định các thị trường và tạo ra nguồn cung dầu mỏ càng nhiều càng tốt. Ngày 29 tháng 3, tổ chức sắp xếp tín nhiệm S&P Global đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Nam Á từ mức 5,6% xuống còn 5%. Lý do là vì nhu cầu tiêu dùng toàn cầu giảm và tác động dây chuyền từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay. Theo đánh giá của S&P, căng thẳng giữa Nga và Ukraine, việc Mỹ nâng lãi suất, giá năng lượng tăng cao và diễn biến dịch bệnh phức tạp đang kéo lùi triển vọng tăng trưởng ở các nền kinh tế khu vực Đông Nam Á. Cụ thể là tiến trình phục hồi hậu đại dịch COVID-19 sẽ bị chậm lại, kéo theo những khó khăn trong việc mở rộng sản xuất và xuất khẩu, vốn là những động lực tăng trưởng chính của Đông Nam Á trong năm ngoái. Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Philippines bị hạ dự báo tăng trưởng nhiều nhất, giảm 0,9% xuống còn 6,5%, trong khi Indonesia và Malaysia ít chịu ảnh hưởng hơn do đang là những nước xuất khẩu năng lượng ròng. Tuy nhiên, S&P cho rằng các ngân hàng trung ương ở Đông Nam Á sẽ phải cân nhắc thắt chặt chính sách tiền tệ một cách thận trọng do chịu áp lực từ lạm phát gia tăng và chính sách tăng lãi suất của Mỹ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron hiện đang là nguyên nhân chính gây ra các ca mắc COVID-19 trên toàn cầu, đặc biệt là tại châu Âu và châu Á, làm gia tăng lo ngại về khả năng bùng phát một đợt dịch mới tại Mỹ. Theo thống kê của WHO, BA2 hiện nay chiếm tới 86% tổng số ca mắc COVID-19 đã được giải trình tự gen virus gây bệnh và có khả năng lây lan nhanh hơn nhiều so với hai biến thể khác dòng trước đó là BA1 và BA1.1. Ngoài ra, cũng giống như các dòng phụ khác thuộc họ Omicron, BA2 có khả năng né hàng rào bảo vệ của vaccine tốt hơn các biến thể trước đó. Tuy nhiên, theo Cơ quan An ninh Y tế Anh,
mức độ bảo vệ của vaccine trước BA2 sẽ được khôi phục sau khi tiêm mũi tăng cường, đặc biệt trong việc giảm nguy cơ nhập viện và tử vong. BA2 còn được gọi là biến thể tàng hình vì rất khó bị phát hiện. Ngoài BA2, hiện dòng phụ khác của biến thể Omicron là BA3 cũng đang xuất hiện ngày càng nhiều. Điểm chung của cả hai dòng biến thể này là chỉ có thể bị phát hiện bằng cách giải trình tự gen, điều mà không phải nước nào cũng có đủ năng lực để thực hiện. Từ ngày 29 tháng 3, thành phố đông dân nhất của Trung Quốc, Thượng Hải, đã siết chặt giai đoạn đầu của lệnh phong tỏa gồm hai giai đoạn nhằm đẩy lùi làn sóng dịch COVID-19 đang tăng cao với số ca mắc COVID-19 hàng ngày vượt quá 4.400 người. Cụ thể, từ 5 giờ sáng ngày 29 tháng 3 đến 5 giờ sáng ngày 1 tháng 4, lệnh phong tỏa tạm thời được áp dụng tại các vùng ở phía đông và phía nam sông Hoàng Phố, trong đó có quận Phú Đông và các vùng phụ cận. Tiếp đó, từ 3 giờ sáng ngày 1 tháng 4 đến 3 giờ sáng ngày 5 tháng 4, lệnh phong tỏa sẽ được triển khai tại các quận nội đô ở phía tây sông Hoàng Phố. Một quan chức y tế Thượng Hải cho biết, thành phố đã thực hiện hơn 8,2 triệu xét nghiệm và huy động 17.000 nhân viên y tế tới các quận bị phong tỏa. Giới chức khẳng định, các biện pháp quyết liệt nói trên là nhằm hạn chế virus lây lan, bảo vệ sức khỏe và đời sống của người dân, nhằm sớm đưa số ca mắc bệnh trong cộng đồng về không. Thông tin thời sự quốc tế đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.